Dạ, Lát Thang Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa tất cả các bà con, thì hôm nay tiếp tục quay lại câu chuyện của Túng Xà Lan và một số cái thành phần liên quan trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thưa quý vị, thì những ngày vừa qua chắc là bà con cũng đã biết rồi cái sự việc mà cái như là gia đình của chị Hà cũng đã phối hợp với là cơ quan ban ngành cũng đã đưa những cái vật thể mà gia đình đang nghi ngờ là một trong những cái vật chứng liên quan trong cái sự việc của chị Hà. Thì hiện bây giờ thì chúng ta vẫn chưa nhận bất kỳ một cái kết luận nào của cơ quan chức năng và chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên thông qua cái những cái như thế này thì không biết bà con là có cái suy nghĩ gì, nhưng quan điểm của tôi có những cái mà suy nghĩ về cái vấn đề mà gia đình của chị Kim Hà đưa cái vật chứng này lên. Cái vấn đề ở đây là tôi nói thật sự chắc là gia đình của chị Kim Hà cũng đang mong đợi bên kia xem thì có cái động thái gì về cái lương tâm hay không. Đấy. Có nghĩa rằng bây giờ nói thật sự cái chết của chị Hà ai nhìn vô cũng cảm thấy đau đớn của chị. Ai nhìn vô cũng cảm thấy xót xa. Đúng không ạ? Mình nhìn vô mà nói thật sự một cái chết mà cái nó lãng xẹt như cái chết của chị Hà, ai nhìn cũng cảm thấy xót xa cả. Đấy. Nhưng nếu như trong cái trường hợp mà gọi là nó tệ nhất, nó xấu nhất, có khả năng là cả nhà cũng phải đưa chị Hà lên lại. Đây là một trong những cái mà bản thân tôi, bản thân các vị và thậm chí rằng cái như là nhất ở đây là bản thân của những người thân của chị Hà, không ai muốn vấn đề này xảy ra. Vì chị Hà cũng đã một lần kể như là cũng nhận những cái gọi là nó cũng thảm thiết quá rồi, mà bây giờ đưa lên như thế này thì thật sự quý vị vậy là không ai muốn được. Trên cái vấn đề này thì nói thật sự ra tôi cũng lên để mà kêu gọi những người nào đó mà họ có những cái gì mà trong cái câu chuyện của chị Hà mà giả sử họ quên thì bây giờ tôi nghĩ rằng họ còn đủ thời gian quý vị ha, họ còn đủ thời gian để họ tìm một ai đó mà đủ một cái niềm tin để mà họ chia sẻ những cái gì là thật nhất. Vì đến bây giờ tôi đã cho rằng cái sự việc của chị Hà đến giai đoạn bây giờ gọi là cái giai đoạn cuối rồi. Cái giai đoạn này là gọi giai đoạn nứt cờ tàn rồi. Nó không còn bất kỳ một cái gì nữa mà để gọi là chống cha chống chế nữa. Mà cái bây giờ chúng ta đang chờ là một cái sự tự nguyện của những người liên quan trong cái sự việc này. Đúng không vậy? Chỉ cần có những người, một trong những người nào đó mà bây giờ họ thấy rằng chị Hà chết như vậy là cũng đủ thảm thương rồi, chết như vậy cũng cảm thấy là cũng là cay đắng lắm rồi, thì họ phải tự nguyện đấy, để mà có những cái lời chia sẻ nó thật tình đấy, để tránh đi cái việc mà đưa chị Hà lên lại đấy. Chúng ta nói thật sự, bản thân tất cả những bà con mà đang yêu cái lẽ phải này, đang yêu một sự thật này, thì không ai mong đợi vấn đề này cả quý vị. Đấy, người ta đang chờ một cái kết quả, đang chờ một cái sự thật. Nhưng người ta không bao giờ mong đợi mà đưa chị Hà lên thêm một lần. Đây là một trong những cái mình cảm thấy rằng một cái nỗi đau mà gia đình cũng đang gánh chịu, cũng đang chấp nhận cái vấn đề này. Đấy, thì mong rằng tất cả những cái vấn đề thì tôi cũng muốn là gửi đến để cho những người nào đó mà họ trong cái sự việc này, nếu như họ nghe được, đấy, nếu như họ nghe được thì họ cũng phải có một cái khoảng thời gian mà chỉnh lặng lại đấy, để mà thức tỉnh, để mà có những cái gọi là cái kịp thời ở trong cái sự việc này. Đừng để mà đã quá muộn. Tôi nói bây giờ cái sự việc này đấy, tuy là không thể cứu vãn được, nhưng ít ra những người trong cuộc, những người mà họ đã từng chứng kiến, những người mà họ đã chứng kiến và họ đã quên đi một số chi tiết nào đó, thì những ngày vừa qua tôi nghĩ rằng họ cũng đủ nhớ quý vị. Họ cũng đủ cái thời gian suy nghĩ, đủ cái tòa án lương tâm để mà đủ thời gian để tòa án lương tâm trỗi dậy. Thì bây giờ giả sử họ nhớ cái gì thì họ nên nói một lần, và một lần cuối cùng cũng là lần kết thúc, để cho cái sự việc này nó kết thúc đi. Và đừng ai nói gì cái nỗi đau. Mỗi lần chúng ta nhắc tên của chị Hà thì đồng nghĩa rằng mỗi lần chúng ta đang khơi lại nỗi đau của gia đình. Đúng không vậy? Mà cái vấn đề này không nhắc không được. Vì cái vấn đề này kể như nó chưa có một cái sáng tỏ. Hiện bây giờ những cái mà gia đình cũng đang nghi ngờ là cái vật chứng thì cũng đã được đưa lên đấy, và cũng đang chờ cơ quan chức năng có những cái kết luận cuối cùng. Và trong khoảng thời gian này tôi nghĩ rằng
những ai mà đang bị tòa án lương tâm nó dằn vặt, những ai đang bị tòa án lương tâm để mà nó thôi thúc để biến mình trở thành một con người thực sự, thì cũng nên có những cái động thái quyết liệt để mà đứng ra để nói một cái sự thật nào đó. Mà tôi nghĩ rằng cũng phải nên. Đây là một trong những cái gọi là cái giai đoạn cuối cùng để mình làm một cái điều gì đó nó mang tính chất rằng cái như là tự nguyện đi, đừng để mà có những cái mà gọi là thực sự chẳng đã lắm. Thật quá vậy. Để khi mà mình nói cái vấn đề này thì thật sự mình cũng không muốn nhắc đến cái chuyện mà đưa chị Hà lên lại đâu, nhưng mà thực sự chẳng đã lắm, chắc cũng phải đưa lên để mà tìm hiểu một cái sự thật mà nó ẩn chứa đằng sau mà chúng ta đang mong đợi. Đây là một trong những cái thì tôi khẳng định lại quý vị, không ai mong muốn, gia đình và cả cộng đồng mạng không ai mong muốn, mà cái chúng ta đang mong muốn là những người mà có liên quan cái sự vụ này cũng nên có một cái gọi là cái ý thức tự giác. Đó, ý thức tự giác phải lên ngay và liền đó, chứ không phải là bây giờ nó thật sự thôi cứ chờ đợi đi, chống tới đâu nước tới đâu là thiền trâu tới đó. Đây là một trong những cái là suy nghĩ sai lầm. Để nhắn để những người nào đó mà họ còn một cái gọi là lương tâm, họ cũng phải suy nghĩ lại lời của tôi nói. Thật sự lời của tôi nói có lợi cho quý hay gì, chứ không có hại đâu. Đấy. Chỉ cần bây giờ nếu mình cảm thấy rằng mình có sai cái gì thì cũng nên tự giác đứng ra để mà, hoặc là mình biết cái gì cũng nên tự giác đứng ra để mà chia sẻ. Chứ còn đợi mà đến lúc mà nó thật sự là có những cái động thái nó mạnh từ cơ quan chức năng thì nó thật sự bây giờ muốn thoát cũng không được. Đây là một trong những cái thì mong rằng ai đó nghe được thì cũng nên thức tỉnh lại và có một cái tinh thần tự giác cao. Đấy, đừng để nó thật sự bây giờ Bê Linh nó cũng đã đủ đau khổ rồi, người mẹ già cũng đủ đau khổ rồi. Đấy, nhưng bên cạnh đó thì bà con biết rằng trong suốt khoảng thời gian vừa qua có những kênh YouTube gọi là cũng ba dơ ba giấy đấy, cũng đã lên trên cộng đồng mạng, cũng mượn hình ảnh của Bê Linh để tạo thành một cái kênh YouTube cho riêng mình. Đấy, đây là một trong những cái đang lạm dụng cái nỗi đau của người ta để trục lợi. Đây là một cái hành vi gọi là bất nhân, một hành vi này không thể chấp nhận được quý vị đó. Và hôm nay Bê Linh cũng đã có một cái kênh YouTube đấy, cũng đã thành lập riêng cho mình một kênh YouTube để phát ngôn những cái gì cần thiết. Thì cái vấn đề đây thì bà con cứ vào mà đánh cái chữ Kim Linh, kênh của Kim Linh sẽ hiện ra, và đăng ký kênh của cháu để mà chúng ta theo dõi. Cái kênh bé Kim Linh này không phải là một kênh thương mại, mà một kênh để chia sẻ những thông tin liên quan cái câu chuyện của mẹ mình đó, và những cái vấn đề cần thiết lắm thì Kim Linh sẽ lên một cái clip để chia sẻ với chúng ta đó. Thì hiện bây giờ để mà tránh đi cái tình trạng mà dùng cái tên Kim Linh, dùng hình ảnh Kim Linh để mà lạm dụng, để mà trục lợi trên cái nỗi đau của gia đình, thì Kim Linh cũng đã thành lập một kênh YouTube và cũng đã có những cái lời nhắn gửi đến chỗ nông dân và Phạm Nam. Đấy, có nghĩa rằng bây giờ nói thật sự hai cái vị này thì tính ra tính lại thì tuổi đời tôi nghĩ rằng chắc là cũng đã năm mấy rồi, thấy không? Riêng nông dân chắc cũng là khoảng gần 50, còn Phạm Nam khoảng là năm mấy rồi. Nhưng mà để cho một đứa trẻ kể như là nó lên có những cái lời lẽ nó chỉ dạy như thế thì mình cũng phải xem lại. Có nghĩa rằng cái câu chuyện này không phải là câu chuyện của gia đình mình, mà mình lại là mang tính chất là cầm đèn chạy trước ô tô. Đó, nỗi đau của Bê Linh thì tôi nghĩ rằng các anh này anh không hiểu được. Khi nào các anh này đó, hai anh Phạm Nam với là nông dân thất học đó, mà có một cái lương tri thực sự, lúc đó mới hiểu được nỗi đau bé Kim Linh trong giai đoạn này như thế nào. Đó, tôi nói quý bà con, một bên là cha, một bên là mẹ. Một đứa trẻ đó, vừa tuổi trưởng thành mà có những nỗi đau nó khủng khiếp như vậy. Thì bà con cứ nghĩ đi, nếu mà mình là một lương tri, một con người thì mình đừng bao giờ mà vô cổ xí cho những cái hành vi sai trái, đúng không? Đừng bao giờ vô cổ xí hành vi sai trái. Mình biết cái gì thì mình chia sẻ, còn không biết thì cái đứng ngoài cuộc để mà xem thử như thế nào. Đấy, cái đằng này nó thật sự ra đó, dù sao cũng là tuổi cũng đã lớn rồi, bé Kim Linh nó đáng tuổi con của mình, đúng không vậy? Bé Kim Linh nó chẳng qua nó đáng tuổi con của mình, mà để nó lên nó có những cái lời nó nói như vậy thì mình là người lớn mà phải động não ra xem.
một đứa cháu, một đứa đáng tuổi con mà nó lên nó nói mình như vậy. Đấy, cái lời nói nó không nặng quý vị, nhưng mà lời nói nó có cái chiều sâu. Lời nói của bé Kim Linh có chiều sâu, rất đau nếu như mình là một người, gọi là một người đàn ông đích thực. Đấy, và mình là một người lớn. Đấy, đáng tuổi cha, tuổi chú của bé Linh. Thì tôi nghĩ vấn đề này thì bản thân của họ, họ cũng tự cỡ như là sờ đầu ở như đó, họ phải hiểu. Đúng không? Cái danh dự mình là nó mất từ đây. Đấy, cái danh dự mình mất từ đây. Để một đứa trẻ mà nó lên nó có những cái gọi là nó kết luận cho mình. Và nó đã ra cái 3 ngày, trong vòng 3 ngày, những cái vấn đề liên quan nói về câu chuyện của mẹ nó thì xóa khỏi cái nền tảng YouTube. Đấy, tất cả các hình ảnh liên quan. Thì cái vấn đề đây tôi nghĩ rằng kể như là những người kia họ cũng phải là xem lại. Vì sao cái bản chất của mình như thế nào. Đấy, mà những ngày vừa qua cộng đồng mạng ở đây đó, mình cũng không phải là tru dập Tuấn, cũng không phải là hãm hại Tuấn, mà mình cũng chẳng phải là cái dạng cũng là a vô cổ xí quý vị. Mình chẳng qua là mình lên mình thấy những cái chuyện bất bình, mình chia sẻ những cái góc nhìn liên quan đến cái câu chuyện đấy. Chứ mình cũng không phải là cổ xí hay là cho một cái hiệu ứng đâm đâm, hay là mình kể như là ghét gì Tuấn mà mình kể như là có những cái lời lẽ mà đưa hẳn về bên này bên kia, mà mang chắc rằng bản thân tất cả bà con cũng đã nhìn nhận ra cái vấn đề này đâu là một cái sự thật. À, và vì sao mà cái như là cả rất nhiều kênh lên để phản biện cái sự việc này, những cái câu chuyện mà Tuấn chia sẻ ra, thậm chí những cái vấn đề mà gia đình của Tuấn chia sẻ, bà con thấy là nó hoàn toàn không hợp lý, xét về tình về lý tất cả mọi cái nó không phù hợp. Thì những kẻ như là Phạm Nam hoặc là cái như là nông dân thất học cũng phải có một cái sự gọi là hiểu biết ít ra đó, một cái sự hiểu biết tối thiểu, đúng không vậy? Một cái sự hiểu biết tối thiểu trong cái câu chuyện này nói riêng, và một cái kiến thức gọi là kiến thức hiểu biết cho cái xã hội nói chung đấy. Nó phải có ít ra phải có một cái kiến thức mà trong một cái lĩnh vực nào đó thì nó mới lên nó chia sẻ được. Đằng này nói thật sự mình nói thì nó hơi thẳng, mà nói thật sự lời nói thẳng thì nó hay hay mất lòng đấy. Có nghĩa rằng cái thằng dốt mà đi làm thầy thiên hạ, đây là một trong những cái mình cảm thấy rất nực cười, đúng không bà con? Đấy. Và đến bây giờ Bê Linh cũng lên đã khẳng định cái vấn đề và đưa ra tối hậu thư là kể như là trong vòng 3 ngày đấy, trong vòng 3 ngày mà nếu như không có động thái thì sẽ ăn đơn đấy. Check ăn điều này thì bà con cũng đã biết rồi, check ăn điều này sẽ có. Và Bê Linh cũng cũng đã gửi đến chúng ta rồi. Đấy, để cho bà con hiểu rằng cái sự thật về liên quan đến cha đó. Thì hiện bây giờ người cứu bé Linh, để cho bé Linh sống dậy lần hai, đó là cái chị Đại, cái người giấu mặt mà âm thầm giúp đỡ gia đình chị Hà trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và cái câu chuyện mà tìm những cái vật chứng này, chị cũng đã vào cuộc để chỉ đạo kể như là một cách là quyết liệt cho cái vấn đề này, để mong rằng sớm có những cái kết thúc cái sự việc. Cái sự thật nó mãi mãi là cái sự thật. Thì chị là người hiện bây giờ cũng đã có những cái gọi là tài trợ học bổng cho Bé Linh để Bé Linh đi sang cả như là sang nước ngoài du học một khoảng thời gian. Thì cái vấn đề này thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Cái tình thương của chị này có thể là bây giờ chị dùng cái tình thương để mà bảo vệ, dùng tình thương để mà an ủi động viên cho Bé Linh. Đây là một trong những cái hành động rất thực tế mà bản thân thằng Tuấn, nó là người cha mà nó không làm được. Bà con thấy đi, những ngày vừa qua, nhất là cái vấn đề khi mà thằng Tuấn nó cầm cái tờ giấy gọi là cái thông báo giám định kết luận đấy, mà nó cầm mang chắc là nó vui mừng. Tôi hỏi với con, nó vui mừng trên nỗi đau của con nó, nó vui mừng cho cái sự ra đi của vợ nó, đúng không? Đây là một cái hành động mình không thể chấp nhận được, đúng không? Vợ đã chết rồi, con là có một nỗi đau khôn lường, một nỗi đau vô bờ bến. Mà mình là người cha mà cầm cái giấy đỡ trước mặt cùng với dắt chúng là khiêng cái giấy để mà lên cộng đồng mạng để làm gì? Để quảng cáo cho cái nỗi đau của gia đình cỡ với bên vợ hay sao? Đây là một trong những cái hành vi, nói thật sự quý bà con, tôi nhắm mắt là tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh thằng Tuấn như vậy. Nhắm mắt là thấy hình ảnh của thằng Tuấn là nó cầm cái giấy với dắt chúng, giống như là hai thằng mà khiêng một cái kết quả để mà lên để trưng bày lên cho cộng đồng mạng biết rằng nó không có liên can. Nhưng nên nhớ rằng trong kết quả này
không có cái tên của thằng Tuấn, không có một kết luận gì cho cái sự việc thằng Tuấn có liên quan hay không liên quan. Có nghĩa rằng bản thân tôi vẫn đưa ra một cái quan điểm từ trước giờ, Tuấn là nghi can số 1 trong cái sự vụ của chị Hà. Vì anh là, nói thật sự, anh là người cái đồng hành với chị Hà trong suốt cái chuyến xà lan đó. Bản thân anh cũng đã thừa nhận trên xà lan chỉ có 2 người, nhưng đến bây giờ nó thật sự tất cả các cái tình tiết mà xảy ra liên quan cái chết của chị Hà, chúng ta là những người chỉ cần nghe tới đâu là thấy là nó dị ứng tới đó, nghe tới đâu là thấy kể như là đặt một dấu hỏi to đùng rồi đó. Vì sao? Nếu như mình chia sẻ một sự thật, đảm bảo rằng cộng đồng mạng họ sẽ đón nhận, cộng đồng mạng họ đón nhận, vì đây là một trong vấn đề anh kể như là về người thân của anh chia sẻ nó trùng khớp. Nhưng đằng này chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề là cái vấn đề chia sẻ của Tuấn và chia sẻ của người thân Tuấn nó không có một cái sự tương đồng.